Thưa quý vị, với tinh thần sẵn sàng, linh hoạt trong các phương án về cách ly trên nguyên tắc đảm bảo quy định về phòng chống dịch, thành phố Đà Nẵng vẫn đã và đang nỗ lực trong công tác tiếp nhận người từ vùng có dịch trở về địa phương. Trong bối cảnh người về đến Đà Nẵng từ các địa phương có dịch tăng trong thời gian qua và dự kiến cũng sẽ tăng trong thời gian sắp đến, thành phố đã triển khai thêm phương án tổ chức cách ly có thu phí tại một số khách sạn để có thêm lựa chọn cho người cách ly. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tất cả các khách sạn phục vụ cách ly đều đã được tổ liên ngành kiểm tra và đảm bảo chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch. Để một cái cơ sở lưu trú trở thành một cái cơ sở cách ly, phục vụ khách cách ly thì phải đáp ứng được các cái yêu cầu về y tế, về an ninh trật tự, về phòng cháy chữa cháy và phải được các cái ngành chức năng liên quan kiểm tra trước khi tham mưu cho lãnh đạo thành phố, lãnh đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch để ban hành cái quyết định trở thành cơ sở cách ly. Và bên cạnh đó thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thì trước mỗi cái đoàn cách ly thì các sở ngành liên quan, đoàn liên ngành cũng sẽ tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, rà soát các cái khâu trong cái việc đảm bảo các cái quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho điểm đến, cho thành phố. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng mới đây, lãnh đạo thành phố cũng đã đề nghị các địa phương chủ động thiết lập các khu cách ly tập trung, đảm bảo cách ly người về từ vùng có dịch, giao Sở Du lịch tiếp tục khảo sát các khách sạn có mức giá phù hợp để tổ chức cách ly tập trung cho người dân có nhu cầu. Giao cho Sở Du lịch tiếp tục tìm kiếm những cái khách sạn mà cái giá nó thấp hơn để mà khách có thể có lựa chọn. Giao cho Sở Thông tin Truyền thông tiếp tục tuyên truyền và đồng thời là thiết lập các cái ứng dụng mới để làm sao mà người về Đà Nẵng chúng ta, người ta có cập nhật thông tin trước. Mới đây, thành phố Đà Nẵng đã quyết định trưng dụng 5 khách sạn ở quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Hải Châu làm cơ sở cách ly tập trung dành cho người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng đang đón người dân từ vùng có dịch ở các địa phương khác trở về. Đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch tại các khu điểm cách ly vẫn là yêu cầu hàng đầu trong bối cảnh hiện nay.